Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay mình làm kỷ niệm cho em có Facebook là Lây Hiền Lành. Em ấy bảo mình là em không thích làm bằng nick của em ấy thích làm bằng nick của anh cơ. Kỷ niệm với bằng nick của anh. Hôm nay mình lập cái nick mới, chơi được hơn 2 tiếng rồi, lên được 1V rồi các ông ạ. Mang đi làm clip luôn, xuất chuồng luôn. Đấy, lay ba bắn những cái con hàng còn free được BTC online người ta tặng. Đó là em AWMGB và em Diều. Em Diều hoa mẫu đơn. Đấy, được tặng con Diều là có một ngày thôi các ông ạ. Tranh thủ mà làm clip. Không là hôm sau lại delay với bố gỗ thì nó hơi mệt mỏi. À, thằng mất dạy này. Mất dạy này mày cận chiến đồng đội tao à? Bướng thật sự luôn đây các bạn. Chị cầu à, chị cầu à. Ờ, thế nào mà tem mình lại thua tem BL à? Chứng tỏ là tem BL bắn tốt hơn tem mình thì vậy. Thằng này nghi cơ nó chạy vào cầu rồi. Úi giời. Kê à, kê à. Úi giời ơi. Cũng lé đạn cắm đầu đất như ai. Vãi cả thanh liên à, bị bắn chết cái chửi mình luôn, vãi trưởng ạ. Ông mẹ rút cận chiến ông Phang đồng đội tôi, ông cười phớ lơ. Đến khi ông bị mình bắn thì ông lại đi chửi mình. Ông thấy là hơi xấu nha. Xoay hẻ B này. Lướt qua thấy bóng dáng của đối phương rồi. Ê xa, được đó, được đó. Đấy, hôm nay rảnh rỗi lại tạt về hội Hoa Đăng ở cái kênh Hồ Điệp Tiên Tử. Kênh Hồ Điệp Tiên Tử một tuần nay chưa ra clip hội Hoa Đăng rồi. Khả năng anh em khá là nhớ. Lại xuất chuồng. À, mình định bắn cái lick này nó lên cấp cao một xíu để chủ yếu là mình phục vụ cho cái chế độ mình luyện tập bắn vec. Bắn vec thì không nhất thiết là mình cần VIP hay là cần súng báu vật. Bắn vec là bắn DF. Những con súng GB thôi. Cho nên là mình muốn cày thêm một cái lick này nữa. Đang cày cho nó lên úy. Lên úy lên trung cấp nhiệt cùng anh em cho nó vui. Với những cái ván đấu mà như thế này ấy, thì anh em theo mình ấy thì anh em lên rút hẻm B. Nếu mà không rút thì lên bắt B nhiều hơn. Đấy. Đa số hội đăng người ta chủ yếu là đánh B, ít khi đánh A lắm. Hội đăng mà. Ví dụ nha, mình nói mình lấy một vài ví dụ cho anh em xem nha. Ví dụ như cái tem mà họ mới chơi, đa số là bên BL họ đi full cầu A. Thì cái việc mình rút hẻm A lên rất là khó. Tại vì những bạn ấy ra hẻm A là mấy bạn ấy nhảy ra phát là mấy bạn ấy bật tâm kê sẵn à. Đấy. Cho nên là mình cầm cận chiến và mình chạy lên cái là bị ăn kê luôn. Tỷ lệ hẹo rất là cao. Còn bắn tem mạnh thì cũng không lên rút hẻm A. Tại vì trong cái khoảng thời gian mình rút hẻm A ấy, mình chạy qua HL thì những cái bạn bắn tốt ở bên BL họ đứng dốc họ bắn mình. Tỷ lệ hẹo cũng rất cao. Cho nên là mình cứ rút hẻm B là ăn kin khá là nhiều. Đấy là theo cái gọi là cái kinh nghiệm của mình chơi nhiều. Anh em thấy mình rất ít khi rút hẻm A. Trừ khi là mình rút hẻm B, mình thấy cuối B đông quá, bắt đầu vá sau mình mới rút hẻm A. Mình móc lên. Chứ anh em thấy mình rút hẻm B rất là nhẹ nhàng à. Cứ đi là lên kin, đi là lên kin à. Đấy là mình chỉ là chia sẻ thôi nhá. Mình chia sẻ anh em tham khảo. Được thì anh em gọi là trau dồi cho mình thêm những cái kinh nghiệm mới hơn, hay là những cái kiến thức mới hơn. Còn mình không nói là mình giỏi nha, anh em đừng có nhầm lẫn nha. Đến lúc bên họ lại hơi mệt mỏi, anh em vào chửi chết đấy. Đấy, mình chỉ chia sẻ thêm cho anh em thôi. Mỗi người có một cách bắn. Ồ kìa, mít hơi nhiều ấy. Ông làm tôi hơi buồn ấy. Chà, Bunny à, ha, thanh niên. Nhà vẫn còn một. Thanh niên ở dưới nước này là thanh niên vừa đã cận chiến đồng đội mình đây này. Làm gì vậy thanh niên? Đấy thì nói sơ qua là mỗi một cái kinh nghiệm mà mình có được, mình tích lũy được thì mình chia sẻ cho anh em. Anh em thấy nó hợp lý thì anh em bổ sung vào cái kỹ năng của anh em. Còn anh em thấy nó không hợp lý thì anh em có thể là coi như là một cái câu nói vui của mình, hay là mình nói chuyện chém gió với anh em thế thôi. Đó, anh em thấy gì chưa? Rút và không rút, rút và kê.
anh em cứ từ từ mà bắn. Nói chung là có nhiều anh em muốn xem hộ đăng, nhưng mà mình không muốn bắn hộ đăng nhiều, tại vì là hộ đăng bây giờ nó làm nhiều là anh em xem nó cũng sẽ nhàm. Vì thế là mình muốn bắn ở những cái map khác nữa, để anh em có thể là học hỏi nhiều, hay là trau dồi cho mình nhiều những cái kinh nghiệm bắn ở Sniper, ở nhiều map chứ không phải là một map. Ở Sniper thì nó cũng cần nhiều yếu tố nữa, chứ không hẳn là mình cứ slap tốt là bắn map nào cũng được đâu. Hay là mình kê tốt, hay là mình bắn hộ đang tốt. Kể cả anh em bắn hộ đang tốt nhá, anh em sang chạm vào sóng anh em chưa chắc có bắn được, hoặc anh em sang những cái map khác anh em chỉ một góc độ thôi. Hoặc cũng có những anh em QS tốt nhưng đấu đơn chưa chắc đã tốt, có những em đấu đơn tốt nhưng QS chưa chắc tốt đó. Sniper nó nhiều yếu tố lắm, để mà hoàn thiện tất cả thì nó làm cả một quá trình rất là gian khổ, đòi hỏi mình phải tập luyện, phải chơi rất là nhiều. Cái đó là phải đánh đổi bằng thời gian anh em ạ, không thể ngày một ngày hai mà anh em giỏi được. Mình ngày trước bắn ngu lắm, anh em nào mà rảnh tay ấy mà tìm được những cái clip mà lúc một năm trước, hai năm trước của mình ấy, ô mít tè lè bắn hai viên đạn mà ông này không biết gì đấy, rảnh anh em nào mà tìm lại những clip đấy là biết ngay. Mà ngày mình vẫn chơi cái gọi là cái phím mũi tên bắn delay, không biết slap là cái gì, không biết bunny là cái gì cơ, mà còn không biết đi mover anh em ạ. Đi còn phải dậm đấy, kiểu thế, kiểu là cứ vừa ngồi vừa giật nhẹ nhàng ấy để cho nó cũng phốt. Này đâu có biết bắn đâu, nhưng mà dần dần nó tự học hỏi, học hỏi của một người này một ít này, học hỏi người kia một ít này, rồi dần dần là mình đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Rồi trong những cái trận đấu mình bị bắt như nào, bị bắn như nào thì bắt đầu là lúc đó mình mới đúc kết được nhiều kinh nghiệm, chứ không phải là có để mình nói đâu, không phải có sẵn để cho mình nói mà không phải có sẵn để cho mình học đâu. Mình chơi đến giờ cũng được gọi là 3 năm rồi, chơi được kinh nghiệm 3 năm rồi. Trong khoảng thời gian đấy là muốn hộ hoa đăng là mình bắn nhiều nhất. Nhanh nhở, đã đổi bên rồi. Tránh ra. Ô, ông này kẹt xe thế nhở. Mình cố lách ông ấy ra rồi mà ông cứ húc vào người mình, khổ. Đó anh em nhìn cái radar kìa, tem mình đi cầu A, tem mình đi full luôn cầu A luôn, mỗi mình đi lướt luôn. Phải chấp nhận bắn cái map này mình bắt được tâm lý của anh em. Mà những người biết bắn thì rất ít khi đi cầu A, những cái tem biết bắn ấy thì cầu A rất vắng, hầu như nó có một men hoặc không có men nào. Những cái tem mà anh em bắn mới tập bắn hoặc là bắn tầm trung thì đa số là anh em rất thích đi cầu A, nên là bắt được những cái tâm lý như thế thì mình vào cái trận đấu mình sẽ dễ nhịp nhàng hơn, dễ bắt bài được đối phương hơn. Đây nhá anh em, để ý này, để ý cái radar nhỏ này, thấy không, kéo full cầu A chưa, full cầu A chưa anh em, mỗi mình đứng dốc luôn này. Đi cầu A thì cái map hộ đăng này đi cầu A rất là khó win, thật sự mà nói rất là khó win luôn. Tại vì cái A thì chỉ cần bên GR người ta cần một người cam cầu tốt và một người cam xe tốt thôi là đã đủ chết rồi, không cần nói đến 6 men kia người ta bắn như nào, chỉ cần một người cam xe tốt và một người cam cầu tốt là tem BL đã lủng hoàn toàn cầu A rồi. Có thể một người cam cầu B họ có thể bắt được 5 người hay 7 người ở cầu A luôn, thật sự luôn. Cũng giống như mình thôi, mình mà bắn ở cầu B ấy, mình mà bắn thì có khi còn ăn được cả tem ở cầu A. Có nhiều clip mình bắn rồi đấy, có thể đục một phát sub 2, sub 3 là bình thường. Đây, nhìn mấy ông này bắn thế này mà sao bắn mình toàn viên 1 à. Mấy ông ở bên GR ấy, bắn mình toàn viên 1 thôi. Có lẽ là mình không có hack né đạn. Mấy ông bên mình hack toàn né đạn à. Một mình rút nước nó không khả thi lắm. Mình đổi hướng, mình đánh sang hẻm B nha. Em mình cầu A đông quá, nên là đi một mình đi lẻ nó hơi khó. Đi lên hẻm B vớt vát được tí nào không? Nó nhìn thấy mình rồi đấy. Nó nhìn thấy mình rồi nhưng mà nó đang cầm cận chiến, nó không rút kịp súng. Làm gì bạn ơi? Quá phê luôn. Làm gì bạn ơi? Ô, vào đùi. Một cười thật.
sẻ thơm luôn. Top 1 bung cầm mờ cái gì chứ? Ông thì Trang, ông thì Trang cũng đi chỉ mình. Bây giờ còn cấm cả bung cơ anh em ạ. Hôm trước bắn thì còn anh em còn cấm cả chơi M700. Mình bắn M700 cấm. Bắn bây giờ bắn chơi Bunny cũng cấm anh em ạ. Không hiểu là chơi CF chơi gì nữa. Anh em cấm nhiều vậy. Bảo Liên Thanh cấm đá đành, đá cấm đá đành. Ừ thì cận chiến cũng cấm. Giờ là cấm cả chơi M700 mới lại cấm chơi cấm Bunny chiều ấy. Khả năng là thôi tôi đứng trèo cho cậu bắn. Cái thằng HL này bắn mãi không trúng này. Buồn nhỉ. Bắn này thì hỏng hết bánh kẹo. Bê qua hay không? Ôi, anh em lủng nhanh vậy. Toang sớm thế anh em. Đấy, anh em thấy không? Chơi những cái phòng này anh em chết chả báo vị trí gì cả. Trời ơi, ngồi trên đầu. Anh em chết anh em không báo ở đâu cả. Không biết ở đâu mà mò mà lần mà bắn cơ. Cái này chỉ gọi là đến lúc này thì mình phán đoán thôi. Nếu như cái góc tình huống như này thì mình đoán là ở cầu A và ở nhà BL. Ôi mày quá, vẫn vớ được ông này, ông đứng thay đạn ở đây ạ. Trời ơi, thơm luôn. Thằng lưỡi đâu ta? Canh C4 à? Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Có vẻ là như mình hay nghe nhiều về con số 13. Anh em phàn nàn về con số 13 là nhiều quá cho nên mình cũng có một chút ảnh hưởng. Cứ nhìn thấy con số 13 là mình thấy nó không đẹp rồi. Mặc dù mình không mê tín nha. Nhưng mà anh em nói nhiều thành ra nó kiểu bị tác động vào tâm lý của mình. Nhìn con số 13 nó không được bắt mắt cho lắm. Nói chung là mình cũng hay liên tưởng 13 nó hay đen kiểu đấy. Thôi. Vừa mới lập ắc còn chưa có hồi sinh nhanh, chưa có đặt bom nhanh rơi anh em ạ. Đấy, đặt bom xong lúc vào đây. Kê tâm ra AB này. Đợi đây nghe phốt nước B lên để bắn thôi. Bây giờ mình giật mình. Ô, mình làm 7 thằng rồi kìa. Không để ý anh em ạ. Nếu mà quả mình để ý mà mình bắn được 7 thằng rồi thì mình cũng clear luôn đấy. Không để ý là mình bắn được 7 thằng rồi. Phí nhỉ. Thôi không sao anh em ạ. Để cho các bạn ấy cứ gạt 1-2 round cũng được. Mình nên kill thôi cũng được. Tính ra làm quả clear 8 thằng thì cũng hay hay. Ôi lần này thì đúng 7 men đi cầu A luôn. Mỗi mình đi nước mới cuối B luôn. Trời. Ê sơ. À, cái ông kia ông bắn mít mình xong ông chạy luôn. Cái ông nước B ông đại nao lên ông bắn tiếp. Khó đỡ nhở. Tình huống như thế rất là khó đỡ. Này rồi. Ôi, bảy ông đi cầu A. Bảy ông đi cầu A sấp mặt cả bảy ông quá trường ạ. Đi B với tôi là anh em. Anh em phải đi B như này này thì mới lên kin mới nhanh được. L2 này. Hay quá, đầu A móc nhanh, đầu A móc nhanh còn một thằng. Như ở cầu B có thằng. Biết ngay mà. Mình nghe cái phốt nó đã lạc rồi. Nó không phải phốt của tay mình rồi. Mình nghe đã nghe nói thoáng rồi. Đã ngờ ngợ rồi. Phải nói là mình vẫn minh mẫn trong cái trận đấu anh em ạ. Nhiều trận đấu anh em phải cần phải tập trung, phải nghe ngóng rất là tỉ mỉ. Chỉ cần sai phốt một tí thôi là có thể là mình mất mạng rồi. Mất mạng ở đây là mình hẹo nhá. Chứ không nói là mất mạng là bị anh em cướp mạng của mình đâu. Mà bị đối phương người ta bắn chết đấy. AB có này. Úi giời ơi. Ôi. Mẹ, hai thằng nó đang quay nó nghịch với nhau mà. Nếu bắn được. Bắn được thì là hốc luôn cả thằng kia rồi. Ôi thế là ngon rồi. Ok thôi clip mình cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.